Mấy bữa mini dùng bộ sới cuốc để thay cái cày, đơn giản nhẹ nhàng, hiệu quả cao hơn cày, năng suất hơn. Bạn này cứ dơ không bấm quay. Cứ dơ lên cứ nghĩ mình bấm rồi. Đấy, nếu mà từ nãy giờ mà đi cày làm gì được như thế này. Không, kể cả cày máy cũng vậy. Nhưng mà em bảo bà nhả cái dạ đằng sau kìa, con nó đầy quá là nó cuốn vào làm bánh này. Rồi, đúng rồi, đấy đấy, phải đá sang một bên như thế. Đây, cái này bây giờ cô bừa nhanh lắm. Đây này. Một thằng cả đường băng. Đấy. Nhiều người không biết cứ bảo tôi thích coi có. À, có tối cháu sẽ gửi lên mà. Đơn giản mà hôm qua ban đầu cô làm chưa quen, nhưng hôm nọ cô làm chưa quen là cô dính một lần cô hãi ngay. Hôm cho dặn thành rồi là lúc nào cho máy xuống ruộng, nếu mà chưa biết cách chạy thì anh xuống anh hỗ trợ cho. Chả bảo gì cả. Mà trong khi đó cháu về có hôm ngày hôm nay là ngày buổi cuối thì ngày mai cháu lại đi. Chả bảo gì cả. Thế đường chuồng bánh cứ như thế này là phải bánh độ cân một lượng vèo 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 chạy được mệt mà ngay đầu lớp nữa sức như cô, mà cô hôm nay cô lái được từ bấy giờ cô chưa mệt thì chứng tỏ là hôm nay làm vì nó đều người làm đi nó cứ bình thường như con trâu thì mình sức khỏe nó chịu nhau. Đúng rồi, mình phải biết là cân đối. Thành không biết cày đâu, Thành không biết cày, đi lần lượt thằng kia chị. À không, nó đi như thế được, nó đi nó cắt góc như thế được. Vâng. Như cô đi như thế, như cái kiểu máy sẽ cái này nó sới như thế này nhá. Cô đi như thế lại là sai lầm. Như cái đoạn kia là cô phải đi lại lại kìa. Ừ, đúng rồi. Đấy. Nhưng mà cô đi như này xong cô quay góc hẳn lên luôn. Đường sau nối liền đường trước là cô làm cuốn chiếu là vào đến trong thế kia luôn. Không, như thế thì chưa biết. Không phải cô đi như kiểu cày trâu đâu, mà cô ví dụ đường ở đây ngay đây rồi nhá, đúng không? Đấy, cô dừng đến lúc đường quay lại ngay bên cạnh luôn. Ngay bên cạnh luôn. Vâng. Đấy. Đấy. Là nó làm thì nó nhàn hơn. Xong đến kia cô lại quay luôn. À kiểu hình con rắn này. Đúng rồi, dịch dắt. Phải bảo thế. Vâng. Thế. Chứ còn bà đi như kiểu bừa trâu đi kia. Đấy, bà cứ nhớ những cái đoạn bà đi rồi, bà lại phải đi lại. Đúng rồi. Đấy, thế có phải tốn công không? Phải bảo thế, bảo ta thế ta biết gì. Đúng rồi.